Đàm Vĩnh Hưng bị bạn thân Vũ Hà để lộ tâm tư giấu kín với Mỹ Tâm. Đàm Vĩnh Hưng và Vũ Hà là cặp bạn thân suốt 25 năm qua của showbiz Việt. Ở thời điểm hiện tại, cả hai thường xuyên có những tương tác trên mạng xã hội. Vũ Hà cũng là khách mời đặc biệt trong các video đời thường hài hước của Đàm Vĩnh Hưng. Trong video mới đây, Đàm Vĩnh Hưng đã có dịp trải lòng về tình bạn với Vũ Hà. Nam ca sĩ cho biết cả hai có nhiều điểm tương đồng về tính cách và lối sống nên dễ hòa hợp. Mọi người nhìn nét ăn nét ở có thể đoán được gu của chúng tôi trùng hợp cỡ nào, từ ngôn ngữ, âm nhạc đến tính cách của chúng tôi đều rất hợp, Mr. Đàm chia sẻ. Đặc biệt tại cuộc trò chuyện này, Vũ Hà đã vô tình gợi nhắc đến Mỹ Tâm cùng với tình cảm mà bao lâu nay người bạn thân của mình dành cho họa mi tóc nâu. Theo đó, khi được hỏi nữ ca sĩ nào hát hay nhất, Đàm Vĩnh Hưng cho biết đó là Mỹ Tâm. Tuy nhiên sau đó Vũ Hà đã để lộ luôn tâm tư của người bạn thân khi Đàm Vĩnh Hưng nói yêu và khen ngợi giọng hát Mỹ Tâm. Ngày xưa Hưng khen lấy khen để, từng nói Mỹ Tâm hát hay nhất, không có ai hơn. Giờ được hỏi lại bạo Mỹ Linh, đúng là xạo. Trước màn bóc phốt này, Đàm Vĩnh Hưng chỉ biết cười trừ vì ngại ngùng. Sau bao nhiêu năm qua, Mỹ Tâm là bóng hồng duy nhất của Đàm Vĩnh Hưng công khai thể hiện tình yêu dành cho cô. Giọng ca say tình yêu đơn phương Mỹ Tâm đã hơn một thập kỷ, nhưng không được nữ ca sĩ hồi đáp lại tình cảm. Chính vì có tình cảm với Mỹ Tâm, nên gần như những bài đăng nào của Đàm Vĩnh Hưng trên mạng xã hội đều bị cư dân mạng gắn với giọng ca gốc Đà Nẵng. Dù không được đáp lại tình cảm, thế nhưng mối quan hệ giữa Đàm Vĩnh Hưng và Mỹ Tâm rất thân thiết. Cả hai vẫn luôn là tri kỷ trong cuộc sống và là người đồng nghiệp ăn ý của nhau trên sân khấu âm nhạc.